Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn thành phố, ngay từ tối qua ngày 17 tháng 9, các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc sơ tán người dân đến các địa điểm an toàn. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão quận Liên Chiểu đã tổ chức vận động di dời gần 1.000 hộ dân đến nơi tránh trú bão và di chuyển 120 thuyền thúng lên bờ an toàn. Trước thông tin dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Trung, ngay đầu giờ chiều qua, chính quyền các địa phương ven biển quận Liên Chiểu đã kêu gọi các thuyền thúng đánh bắt cá gần bờ vào nơi trú ẩn, hỗ trợ ngư dân di chuyển 120 thuyền thúng lên vùng cao tránh bão. Các lực lượng dân quân, dân phòng giúp dân chặn chống, gia cố bảo vệ nhà cửa, trường học. Sau khi nhận được tin báo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố, thì ngay từ ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp phường, các cơ quan đoàn thể của quận để tập trung tuyên truyền, thông báo việc bão đến người dân, tuyên truyền đề nghị người dân tăng cường công tác phòng chống bão, chặn chống nhà, di dời những hộ dân ở khu vực ngập thấp có khả năng ảnh hưởng do mưa bão đi đến những nơi cao ráo, vận động những người dân ở những nhà bán kiên cố đến những nơi kiên cố. Quận cũng đã cử các lực lượng cùng hỗ trợ người dân trong việc mà di dời các phương tiện tàu, thuyền, thúng là các phương tiện đánh bắt của người dân lên bờ an toàn. Đối với các hộ dân ở nhà liền kề, nhà tạm có nguy cơ sụp đổ, các thành viên trong ban chỉ đạo quận phường cũng tuyên truyền vận động nhân dân vào nơi ở kiên cố. Các hộ có nhà cao tầng đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian xảy ra bão, hỗ trợ chia sẻ nơi ăn ở cho các hộ ở vùng thấp trũng, nhà tạm bờ. Bên cạnh đó, quận Liên Chiểu còn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ mì tôm, nước uống để nhân dân an tâm. Bà con chúng tôi mà bản thân chúng tôi rất là cảm ơn, bởi vì không phải là bây giờ, nhưng mà cả buổi chiều á, phường có xuống vận động bà con, những người mà độc thân như tôi cũng như bà con đây, thì đích thân anh Phó Chủ tịch Tháng cũng như anh Trân và tất cả những bà con ở đây, tổ dân phố đều đến vận động và tìm cho tôi, chúng tôi nơi mà trú ngụ trong cái bão số 5 này. Đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng không bỏ những người mà yếu thế như chúng tôi là phía sau. Đó là một cái chính sách rất là tốt. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão quận Liên Chiểu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức trực canh và sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai phương án sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, nhất là tại khu vực ven biển Nam Ô, Kim Liên.